Chào tất cả các bác nhá. Có thờ, có thiêng và có kiêng, có lành. Các cụ nói không có sai tí nào. Thế chính vì vậy và đúng hôm 1 tháng 7 em giới thiệu con này vào tháng cô hồn. Và xui các bác là bác nào mua tháng này đi cho nó rẻ đúng không? Thế thực chất thì đấy đúng đầu tháng cô hồn đấy. Thế cho nên con này bây giờ em vẫn ấy lòi ấy tí, nó nằm ngay tại đây. Đấy, ai lại tháng cô hồn mà xui các bác mua xe. Nhưng mà không sao, em bán xe phải xui chứ đúng không? Đấy. Và con này vì sao nó ế và vì sao bây giờ nó vẫn nằm ở đây? Em chia sẻ các bác, lần đầu tiên khách cọc rồi mang đi giao thì cái chân máy nó lại cọc cọc nhẹ, thế là lại phải về, mang về khách không lấy, lại tiếp tục xử lý chân máy hết 1 triệu, tổng hết khoảng hơn 2 triệu một chút. Đấy, xử lý cái chân máy. Thế xong bây giờ là có bác hôm em làm xử lý chân máy thì bảo cứ xong thì gửi video cho anh nhá, anh chắc chắn 100% anh lấy. Có hai bác, một bác ở Phú Thọ thì bảo như vậy, một bác ở Quảng Bình cũng bảo như vậy. Và tất cả trên Zalo các bác, đây các bác nhìn xem mấy cái hình ảnh ở bên dưới này. Đầu tiên là ok, chắc chắn là anh lấy tất cả mọi thứ, nhưng mà chuyển khoản cọc thì không quản. Và em đã chấp nhận là em sẽ không bán nữa và em để cho anh chuyển cho em. Nhưng mà chả thấy gì 3-4 hôm rồi. Và em có nhắn lại một cái tin là các bác đọc bên dưới, anh thông cảm là em không bán xe nữa, em sẽ bán cho người sau. Đó. Thế chính vì vậy mà con này nó đang bị hãm cái tháng cô hồn của em các bác nhá. Civic 2008 chính thức em bán lại. Hơi xấu hổ một tí, mặt hơi dày. Chót video trước chót nói với các bác là không bán, chỉ làm video thôi chứ không bán. Nhục quá thì hôm nay lại bán. Civic 2008, tất cả mọi thứ zin, chạm nhẹ đầu hết, thay kính lái. Và giá là 225 triệu máy zin. Bác nào muốn theo dõi kỹ hơn thì có thể xem những cái video trước. Các bác hết sức thông cảm bởi vì là em lại bán em nó cổ quá cơ, lại ế. Do tháng cô hồn, khả năng các cô hồn nó không cho đi. Thì ấy, và em hy vọng là đầu tháng 8 nó sẽ đi. Đấy. Tiếp theo nữa, và ở đây các bác nhìn thấy là trước bên cạnh em đây là ba con xe MT hạng C, giá dao động là 255 triệu và tiếp tục là 295 triệu, chênh nhau một cái khoảng gì đó không phải là nhiều nhá. Ái chết rồi, nhầm, 355 triệu, con kia là 295 triệu. Đấy, như vậy là giá hơn 200, 350 và 300, nó chênh nhau đâu đó 45 triệu một con. Thì theo các bác là lên lựa chọn con nào? Và với cái clip hôm nay em xin chia sẻ với các bác và em sẽ như thế nào nhỉ? Xin phép được báo giá các bác gần như tất cả những cái xe tại showroom của em. Như trước mắt em sẽ báo giá qua mấy con này. Còn nếu như các bác nào mà muốn xem cái video kỹ hơn về con Cruy kia thì chiều hôm nay em sẽ ra một cái video chi tiết về con Cruy các bác nhé. Con này thì nếu các bác muốn nào muốn xem chi tiết thì có thể xem video ngày hôm qua của em, Kia K3 2014 MT số sàn, mua của dân và toàn bộ là zin toàn tập luôn. Đấy, có sơn lại một chút rồi nhưng cái điều đấy không đáng kể phải không các bác. Nội thất các thứ, tất cả mọi thứ đều đẹp. Tiếp theo nữa, Cruy 2010 mấy nhỉ? Cruy 2015. Cruy 2015. Một xe phân khúc hạng C. Và nếu như các bác nào mà lựa chọn con này thì hoặc là bác nào đang đi con này rồi biết chất đi của nó, và chia sẻ thật với các bác, trên 3 con phân khúc hạng C này, con này là con rẻ ở giữa nhưng mà em lại thích đi nó nhất và đi nó sướng nhất. Đấy, thực sự mà nói thì khi mà em trải nghiệm em đi con này hoặc đi con K3 kia, con Civic thì đời nó sâu hẳn rồi thì em không nói. Con K3 này 2014, con này 2015 thì cứ coi như hai con nó đang ở cái tầm giá ngang, tầm đời nó ngang ngửa nhau đi. Thì con K3 kia để mà đi so sánh với con Cruy này thì con Cruy không có cửa. Tuy nhiên nếu các bác mua con Cruy này thì sẽ phải có sự lựa chọn phải chấp nhận. Ví dụ như là về thay thế trang thiết bị nhiều hơn. Đương nhiên là nó không thể lành như con K3 được đúng không? Đấy. Và cái thứ hai nữa là chấp nhận xăng ăn nhiều hơn, bởi vì là xác nó nặng thế thôi. Rồi ok, bác nào mà muốn theo dõi con này thì xem video chiều nay của em sẽ làm chi tiết hơn về con này. Và hôm nay em sẽ làm báo giá tổng hợp toàn bộ những cái xe hiện tại đang có ở showroom của em. Đấy, tuy nhiên nó chẳng có nhiều đâu, nhưng mà thôi, ngày dịch em cứ làm thôi, phải không các bác? Rồi ok, xin phép các bác nhá. Và trời bắt đầu mưa phê rồi này, em đi vào. Đấy, đầu tiên là con Genit của em, xe thể thao hai cửa chuyển động cầu sau. Đấy, con này thôi bác nào máu thì mua nhé. Còn con này sẽ chia sẻ thật với các bác, đi loanh quanh thành phố của nó thì quá sướng luôn. Và ai thích thì mua và không thích thì thôi, em để em đi, không quan trọng lắm. Con này là con Spark thuộc đời 2010, xe dịch vụ ra đã làm đẹp hết toàn bộ rồi, giá chào bán là 88 triệu có bớt các bác nhé. Đấy, tiếp đến là một con Picanto. Xin lỗi các bác là con này em đã nhận cọc khách rồi, khách này ở Bắc Giang, khách đã chuyển cọc rồi nhưng mà đợi hết giãn cách thì em mới có thể giao được.
Tiếp nữa là một con bán tải BT50 thuộc đời 2016, hai cầu số sàn. Con này thì cũng zin toàn xe, không hề có va chạm. Mâm đốt lốp thì đã lên cái mâm lốp của quay trách rồi. Đấy, hay là bọc da, bọc riếc các thứ cũng đã lên hết rồi. Đây. Đấy, bọc da, bọc riếc lên hết rồi và số sàn. Xe này thì chính thức là xe biển Cao Bằng. Và khi mà em mua xong con này thì em đã trải nghiệm nó đến tận bao nhiêu nhỉ? Hơn 1000 km và trực tiếp em là người lái xe nhé, hơn 1000 cây. Tiếp theo nữa, chia sẻ với các bác một con morning van dành cho bác nào biển Hà Nội nhé, dành cho bác nào chở con cái đi học, đi thay cái xe máy. Giá hiện tại con này 2010, số tự động nhập khẩu. Đấy. Và con này hiện tại đang có giá là 150 triệu. Cũng có thể có bác nói rằng là con này là cao. Thế nhưng mà so với cái thời điểm và so với chất xe thì với 150 triệu để được một con xe số tự động thì về cơ bản trên thị trường nó cũng đang ở cái tầm giá như thế thôi. Đấy. Còn tùy vào chất xe nó có thể xuống đến 100-135 triệu nếu như mà xe nó tã hơn. Con này để phục vụ đi làm vì xe là xe hai chỗ. Đấy. Chở trẻ em cái thứ thì được, chở hàng họ cái thứ đằng sau thì tuyệt vời. Đặc biệt là cho anh em nào mà hay phải sử dụng nhu cầu ví dụ như lắp camera này, sửa chữa điều hòa này và tất cả những cái gì liên quan đến cái ngành nghề nó hơi nhẹ một chút, không yêu cầu chở nặng thì con này sẽ là con quá là phù hợp luôn nhá. Kể cả những anh em làm thị trường. Đấy. Máy con này thì là một chấm và nó hiện tại nó ăn đi số tự động, ăn xăng cũng khá là ok. Tiếp theo nữa là một cái sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Kia 2013, xe 2 chỗ form mới. Xe này thì được mua chính chủ tại Hà Nội và em mịch mua, hiện tại đang chào bán. Chào chú ạ. Cái gì chú? Chú bằng kia cho cháu với. Hiện tại đang được chào bán với cái giá là 205 triệu 2013. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 2022. Đây cho các bác quay bên trong một tí. Số tự động nhá. Đấy, số tự động. Van 2013 đến từ Hàn Quốc. Ghế các thứ thì đã được bọc da hết các thứ đầy đủ rồi nhá. Đó, có cam lùi, có màn hình, nhưng màn hình là màn hình nhỏ táp lô thôi. Đấy, la răng thì chưa lên, đèn vẫn là đèn halogen và con này cũng là zin toàn bộ luôn. Tiếp đến là một con Vios. Con Vios này thì được phải nói là cu em thì đúng hơn. Bà em ấy cũng làm về ô tô nhưng nhà không còn chỗ để nữa thì để sang đây. Bảo là có khách thì gọi cho em thì em mới đồng ý bán thì bán. Con này là Vios G. Chú cứ đi về đi. Có sao đâu ạ? À đây à? Công à? Công thì Yến ơi, lấy tiền gửi chú ấy. Con này là con Vios G số tự động 2007 và hiện tại được bạn ấy chào bán, đang chào bán với cái giá là 260 triệu. Tiếp theo là một con Morning SI thuộc đời 2015. Con này thì là bản chất là xe dịch vụ ra, màu là màu zin. Đấy, Morning SI luôn nhá. Và đang được chào bán là 238 triệu 2015. Còn một con nữa cũng y như này, màu xanh, như hôm nếu các bác nào để ý thì là cái con hôm trước ấy, em có chia sẻ với các bác ấy. Con đấy là 255 triệu không dịch vụ và đời 2017. Đấy, con này là màu bạc, lá răng đúc, tất cả mọi thứ là đều là ok. Đấy, máy số thì máy số zin các bác nhá. Rồi ok, hiện tại là còn hai con ngoài gara thì em chưa chia sẻ với các bác được. Và cái con đây đây, nếu các bác nào để ý thì con Ford này đây, khách cũng đã chuyển khoản một phần lớn rồi. Ford 2013 số tự động. Đấy, Focus thì con này nó để ế lòi ế tĩ em bao tháng nay rồi mà may quá bán lỗ đi lại bán được nhá. Rồi, thì lại đi rồi và xe này hiện tại đang chính tên chính chủ của em luôn. Tên của em luôn. Đấy, tiếp đến nữa là một con Morning bản gọi là bản taxi dịch vụ. Con này thì chia sẻ thật với các bác là từ đầu khi mà Hà Nội bắt đầu giãn cách thì em đã bán rồi, nhưng mà khi mà giãn cách một cái thì khách hàng không lấy được nữa và tiếp tục vẫn cứ để ở đây và bây giờ em nó vẫn cứ nằm im ở đây thôi. Đấy. Con Karen này thì có một bác đến từ miền Nam. Em không nhớ rõ là ở đâu, Quảng Trị hay Quảng Bình. À không phải, mãi trong miền Nam cơ. Giáp thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, chào chú. Con này là Kia Karen thuộc đời 2011, xe 7 chỗ số sàn. Đấy, 1.6 và con này hiện tại đã bán rồi, bán với cái giá là 228 triệu. Đã bán xong rồi và khách cũng đã yêu cầu là lên màn Android các thứ đầy đủ cho khách luôn này. Đó, và em đã lắp lên màn Android các thứ đầy đủ luôn, cam hành trình nói chung là xong hết. Đấy, thì khách đã chuyển khoản rồi, và khách này chuyển khoản đến 90% rồi nhá. Bây giờ là đợi Hà Nội hãn dần ra hết giãn cách và sau đó là rút hồ sơ chuyển về cho khách thôi. Rồi, ok. Tất cả đây đây cái con Morning SI màu xanh đây, các bác có thể nhìn kìa đó. Anh lùi vào đây, em vừa nói với các bác là có một con SI màu xanh kia kìa, màu kia, và bây giờ con một con SI màu xanh đen này đó.
Màu xanh đen này là biển Hà Nội luôn nhá. Và xe dùng và xe không dịch vụ các anh em nhé. Và 255 triệu cho một bản SI 2017. Nếu như mà các bác mua trước cái thời điểm VinFast nó giảm ấy, thì con này nó đang có giá tầm khoảng 260 cho đến 270 triệu là rẻ. Đấy, con này SI 2017 mà. Rồi, ok. Rồi ạ. Được rồi anh ơi, cứ để ngoài được. Cứ để ngoài em được, tí em lùi vào cho. Cứ để ngoài. Đấy, con này là con không dịch vụ nhá. Anh cứ cho nó xuống như nãy, cho đỡ phải hại, cho đỡ hại hại cái phanh với lại hại cái cài vào số. Rồi. Đấy. Đây bản SI 2017, đèn auto, điều hòa auto, tự động toàn bộ, đây biển biển Hà Nội 44409, khá là đẹp. Đèn là đèn bi các bác nhá. Đó. Và con này hiện tại thì đây, hôm trước em đã quay rồi, quay chi tiết con này rồi đấy. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu, vì thực ra mà nói thì 255 triệu có bớt một chút cho các bác, thì con này khá là ổn so với cái tầm đời và tầm tiền. Bởi vì với cái tầm 250 triệu mà bây giờ để mua được con 260 triệu để mà mua được một con bản SI như thế này mà xe không dịch vụ, thì thực sự mà nói thì tại thời điểm bây giờ nó cũng hơi là hiếm, nó không sẵn mấy đâu. Đấy, điều hòa tự động luôn nhá, đèn tự động nhá. Đấy, xe là xe số sàn. Nội thất thì được ghế da được bọc lại và chan hòa theo cái nội thất của xe. Có lẽ rằng là em sẽ quay lại một chút về con Cruy này cho các bác nhờ. Con Cruy này là con Cruy em mua chính thức là của dân các bác nhá. Đó. Chiều nay em sẽ quay chi tiết hơn về con này. Để các bác nào có nhu cầu về con Cruy này thì có thể là liên hệ trực tiếp. Và bản thân con này cũng là máy móc tất cả mọi thứ nó zin đét luôn. Đấy. Rồi ok các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác chiều nay ở cái clip con Cruy này. Còn những cái clip nói phét, ăn tục nói phét khác của em thì hiện tại là em đang chưa biết làm cái clip gì. Nói nhiều khản cổ các bạn. Xem nào, hy vọng rằng là dịch giã tại Hà Nội có giảm đi để bên em còn giao được xe. Bởi vì đa số xe giao đều phải đi qua đất Hà Nội. Thế cho nên là tình hình dịch giã như này rất ảnh hưởng đến kinh tế của bất kỳ một ngành nghề nào, chứ không nói gì đến ngành y tế thì có thể là kiếm ăn được. Thế nhưng mà riêng những cái ngành nghề, bất kỳ ngành nghề khác là án binh bất động. Xe pháo cộ lại cũng thế, bán thì rất nhiều rồi nhưng không thể giao được xe đi. Đấy, cũng giao được một số con tại chốt rồi nhưng mà cái điều đấy là có điều nó cũng không thấm vào đâu. Cái lợi nhuận nó không kéo lại được bao nhiêu để mà duy trì cả một showroom, duy trì cả một hệ thống cũng như là lương đạo của anh em cả. Đấy. Rồi ok. Xin phép các bác nhé, để em kết thúc video tại đây để xuất video cho các bác. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những cái clip ăn tục nói phét của em Cường lần sau.